để mà làm clip trên Tây Nguyên đó mọi người. Ở Tây Nguyên thì đồi núi chập trùng, sông suối thì nước rất là trong, đá cuội, với lại là nó nói chung là cá nó nhiều, nhiều cá để mà sang làm clip cho mọi người xem. Sang thì Sang cũng muốn rủ lắm nhưng mà ngại quay video mọi người. Nè, Sang ngại quay video lắm, nói chuyện kiểu như là mình không quen á, ngại ngại nên khó quay. Clip của Sang hôm nay á, Sang livestream này nói với mọi người là hôm nay không có video ha, thì bây giờ Sang sẽ tạm dừng cái livestream từ đây. Sang chúc tất cả mọi người ở đây một buổi tối thật là vui vẻ ha. Sang chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye. Tắt đầu ta.